Một số tuyến đường sẽ được cấm lưu thông tạm thời trong trường hợp nước dâng cao, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Đó là yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ trước diễn biến phức tạp của triều cường. Hiện Sở đã gửi đề nghị các địa phương và những đơn vị có liên quan khảo sát các tuyến đường bị ngập trong đợt triều cường tháng 9 âm lịch. Trên cơ sở đó, tuyên truyền cho người dân biết được để chủ động sắp xếp thời gian di chuyển. Trường hợp nước ngập sâu sẽ thực hiện các biện pháp cấm đường tạm thời. Trong đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch vừa qua, toàn thành phố có hàng trăm tuyến đường bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân. Trong đó nhiều nhất là quận trung tâm Ninh Kiều với 83 tuyến đường. Trong các ngày 4 và 5 tháng 11 vừa qua, đường dây nóng VTV Cần Thơ liên tiếp phản ánh câu chuyện hàng trăm hộ dân gặp khó do công ty cổ phần điện gió Cosi Bạc Liêu và công ty năng lượng Hacom Bạc Liêu sau khi vận chuyển vật liệu cấu điều kiện điện gió gây ảnh hưởng nặng tuyến đường Dòng Nhãn Gò Cát nhưng không khắc phục đúng như cam kết với Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Sau khi VTV Cần Thơ phản ánh, các doanh nghiệp đã triển khai sửa chữa tuyến đường này. Phóng viên Diệp Phong đang có mặt ở hiện trường sẽ thông tin chi tiết. Hiện tại, các đơn vị thi công chỉ đổ đá lắp tạm những đoạn hư hỏng sụt lún nặng. Trong buổi sáng hôm nay, chúng tôi không ghi nhận bất cứ đơn vị thi công nào có mặt tại hiện trường. Tuyến đường Dòng Nhãn Gò Cát được triển khai sửa chữa vào ngày 8 tháng 11 vừa qua. Đối với những vị trí sụt lún, hư hỏng nặng, các doanh nghiệp phải xử lý lại kết cấu mặt đường. Toàn bộ mặt đường sẽ được láng nhựa lại đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng. Theo cam kết của công ty cổ phần điện gió Cosi Bạc Liêu và công ty năng lượng Hacom Bạc Liêu, công tác khắc phục sửa chữa sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11 này. Trước đó, tuyến đường Dòng Cát Gò Nhãn dài 13 km nối liền thành phố Bạc Liêu với huyện Hòa Bình hư hỏng nặng suốt gần 2 năm nhưng không được sửa chữa khắc phục. Điều này đã gây khó khăn rất lớn cho việc đi lại, kinh doanh mua bán, lưu thông hàng hóa của người dân. Hiện tại, các đơn vị thi công cũng đã khắc phục được những đoạn hư hỏng sụt lún nặng được 6 trong tổng số 13 km chiều dài toàn tuyến. Để công tác khắc phục sửa chữa đảm bảo tiến độ và chất lượng, Sở Giao thông Vận tải cắt cử lực lượng thường xuyên theo dõi giám sát. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa tổ chức tiếp nhận 15.000 cây giống các loại cây ăn trái do cơ sở cây xanh Vạn Thiên Thành phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre tài trợ. Số cây xanh gồm các giống mít, ổi, xoài, dừa, sầu riêng, vú sữa nhằm mang ra trồng tại các đảo thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và tại các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm và tình yêu của nhân dân tỉnh Bến Tre đối với biển đảo quê hương.